Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh tin sơi. Sơ Bộ Tài chính mới đây vừa công bố dự thảo sửa đổi ô tô Trung Quốc sắp hết làm mưa làm gió tại Việt Nam. Cụ thể như nào mời quý vị và các bạn cùng tin sơi sơ chúng ta tìm hiểu chi tiết. Bổ sung nghị định 125-2017 về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, cơ quan này đề xuất tăng thuế xuất thuế nhập khẩu các mặt hàng xe tải đông lạnh, xe thu gom phế thải, xe sitech, xe chợ, xe chở xi măng, kiểu bồn hiện có mức thuế 20 tới lên tới 25%. Ngoài ra, các loại xe trộn bê tông, bộ này cũng đề nghị tăng thuế suất 15% lên 20%. Hiện kim ngạch nhập khẩu dòng xe này từ Trung Quốc đang chiếm hơn 90% tổng kim ngạch nhập khẩu xe trộn bê tông nói chung. Lý giải về đề xuất tăng thuế nhiều dòng xe, Bộ Tài chính cho biết hiện các doanh nghiệp trong nước đã đầu tư dây chuyền để sản xuất, lắp ráp xe tải hạng trung, hạng nặng và xe chuyên dùng. Công suất gấp 3 lần nhu cầu thị trường đạt 45.000 xe các loại. Hơn nữa, thuế suất các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia đối với mặt hàng xe tải đang rất cao từ 40 tới 60%. Và khác Việt Nam cũng đã sản xuất được các loại xe bảo ôn đông lạnh, xe xi si tách nước, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe bồn nhiên liệu lưu động. Do đó, việc điều chỉnh thuế suất nhập khẩu các mặt hàng xe tải để khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Bộ Tài chính nêu ra quan điểm. Nhiều ý kiến cho rằng việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế suất thuế nhập khẩu sẽ khiến giá nhiều dòng xe, nhất là xe tải, loại xe Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc tăng, khó cạnh tranh với các xe tải sản xuất làm ra trong nước. Ông Bùi Xuân Trường, giám đốc công ty ô tô Trường Thành cho hay, trước đây xe tải Trung Quốc từng làm mưa làm gió khi nhập khẩu ô hạt vào Việt Nam vì giá rẻ hơn các loại xe tải lắp ráp trong nước, thậm chí rẻ bằng nửa giá xe nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ năm 2015 tới nay, lượng xe tải Trung Quốc nhập khẩu không ồ ạt khi Bộ Tài chính điều chỉnh tăng thuế với nhiều dòng xe tải. Nay, với việc đề xuất tiếp tục tăng thuế nhập khẩu thì các dòng xe tải sẽ chuyên dụng từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục giảm thêm. Một chủ đại lý kinh doanh xe tải tại quốc lộ 1A, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nhận định hiện nay xe tải Trung Quốc vẫn chiếm hơn 50% tổng lượng xe tải bán ra vì giá thấp hơn xe tải nhập từ các nước khác. Ví dụ, xe tải đầu kéo Trung Quốc Hovo, thường gọi là Hovo, Dongfeng, Sinotruk. JAC của Trung Quốc giá hơn 1 tỷ đồng một chiếc, trong khi xe cùng loại thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản như Hyundai, Isuzu, Fuso giá cao hơn từ 1,5 tới 1,8 tỷ đồng một chiếc. Tăng thuế thêm 5% tính ra giá xe tải nhập từ Trung Quốc tăng thêm mấy chục triệu đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, nếu tính chung giá xe tải Trung Quốc vẫn thấp hơn so với thương hiệu xe Nhật xe Hàn. Với tâm lý hám rẻ của khách hàng Việt Nam, xe tải nhập từ Trung Quốc vẫn có đất sống. Vị này chia sẻ trong khi đó ông đức mạnh giám đốc một công ty kinh doanh xe tải tại tp hcm cho rằng xe tải nhập khẩu từ trung quốc có thể giảm nhưng xe tải trung quốc sản xuất lắp ráp tại việt nam sẽ tăng mạnh bởi hiện nay một số tập đoàn xe tải lớn của trung quốc lách việc tăng thuế nhập khẩu bằng cách hợp tác đầu tư xây nhà máy sản xuất lắp ráp loại xe tải này tại việt nam vì vậy, theo đánh giá của ông Mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục bị cạnh tranh rất lớn về lâu dài cần có chính sách ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp ô tô trong nước với tỷ lệ nội địa hóa cao. Chuyên gia ô tô cũng cho rằng tăng thuế nhập khẩu là một trong những giải pháp để tăng sức cạnh tranh cho các hãng xe sản xuất lao giáp trong nước. Tuy nhiên, muốn ngành công nghiệp ô tô trong nước cạnh tranh bền vững thì cần những chính sách hỗ trợ về phát triển công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất linh kiện phụ tùng. Theo vị này, bản thân các doanh nghiệp ô tô trong nước phải xây dựng được chuỗi cung ứng sản xuất, tăng thiền lệ nội địa hóa từ đó giảm nhập linh kiện phụ tùng, giảm chi phí sản xuất thì xe tải sản xuất làm ra trong nước mới có giá thành cạnh tranh với xe Trung Quốc. Nghị định 202019 sửa đổi bổ sung quy định về tính lệ phí trước bạ vừa được chính phủ ban hành đã thay đổi các tính loại lệ phí này với xe tải van, xe pick up tương là xe bán tải sẽ có hiệu lực ngày mùng 10 tháng 4 năm 2019. Theo đó, những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống và có khối lượng chuyên trở cho phép dưới 1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% xe con, ở lần nộp phí trước bạ lần thứ hai trở đi mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Mức đóng này cao hơn so với hiện hành. Cụ thể, mức lệ phí trước bạ xe bán tải đang phải chịu là 2% và tới đây mức đóng này có thể cao gấp 3 lần. Ví dụ chiếc xe bán tải mua tại Thành phố Hồ Chí Minh giá 1 tỷ đồng, phí trước bạ phải đóng 2% là 20 triệu đồng. Từ tháng 4 năm 2019, phí trước bạ xe bán tải áp dụng bằng 60% mức lệ phí trước bạ xe con 10%, thì phí trước bạ loại này phải đóng là 6% gấp 3 lần so với mức hiện hành. Tính ra số tiền người mua phải đóng lệ phí trước bạ là 60 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng. Cũng thông nghị định này xe con vẫn có mức lệ phí trước bạ lần đầu là 10%, trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn do so với lại phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, huyện ủy nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 5% quy định chung như vậy, mức thu tối đa các tỉnh thành thành phố có thể áp dụng là 15%. Xe tải Trung Quốc có lợi thế là giá rẻ nhưng chất lượng thấp thường đi khoảng 3 đến 5 năm sẽ xuất hiện lỗi hỏng hóc cứ lại xe nhật hàn lắp ráp trong nước giá cao nhưng độ bền tốt ít hỏng hóc đáng chú ý là do chất lượng kém nên các tiêu chuẩn an toàn của xe trung quốc sẽ kém hơn quả nhiều nước vì vậy cần kiểm tra từ chất lượng xe nhập vào nếu không đạt chuẩn tiêu chí kỹ thuật không đạt chuẩn thì buộc tái xuất đối với các xe tải đang lưu hành và kiểm tra định kỳ không đạt tiêu chuẩn an toàn không cho lưu thông quý vị hãy lưu ra những bình luận riêng quan điểm riêng của mình để chúng ta cùng trao đổi và đừng quên nhấn like nếu quý vị và các bạn là lần đầu tiên xem kênh tin sơ hơi thì hãy nhấn đăng ký và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để khi tin sơ hơi có tin mới nhất thì nó sẽ báo tới điện thoại của quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo xin mến chào quý vị và các bạn cảm ơn quý vị